Vào tối ngày 12 tháng 12 năm 2021, thành viên AKB48 Miyazaki Miho đã thông báo tốt nghiệp khỏi AKB48 thông qua kênh YouTube của cô ấy. Theo như thông báo từ trang blog chính thức của AKB48 thì buổi diễn tốt nghiệp của cô ấy dự kiến sẽ được tổ chức tại nhà hát AKB48 vào tháng 2 năm 2022.